ký anh. 10 ký cái gì? Cái gì trắng, 10 rồi, ký trắng. Rồi xuống xuống nha. Rồi anh đợi em hồi hướng xong anh hãy thả xuống đi, xuống đi, xuống ai gì đẹp vào. Từ từ cái nha. Giờ mọi người ơi, bây giờ là hồi sáng Hoàng Công Bằng có gửi mình 150.000 bé Ngọc bé Linh gửi cho mình. Giờ xin mọi người hồi hướng cho nhóm vẽ và Hoàng Công Bằng lớp trưởng đó hồi phóng sanh hồi hướng cho các bạn trong nhóm vẽ. Nguyện cho các bạn là điều di dân về Tây Phương Cực Lạc, xinh đẹp trẻ trung nha. Làm niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Giờ xin mọi người ra tay mà niệm danh hiệu hồng danh Đức Phật A Di Đà là Nam Mô A Di Đà Phật, Hằng A Di Đà Phật hồi hướng cho em gái của mình là Nguyễn Thị Ngọc Linh. Và cháu gái của mình là Lương Ngọc Hân, cho mẹ mạnh khỏe. Hiện giờ hai mẹ con bé là tình nghi là nhiễm Covid đó, cho nên xin mọi người ra tay ra mà niệm danh hiệu hồng danh Đức Phật A Di Đà họ hướng cho hai mẹ con A Di Đà Phật. Rồi rồi thả nha, rồi thả đi anh, thả sâu xuống nước cạn á. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Từ từ nhà em đâu thả được nữa đâu. Ờ nó quá trời cạn em không xuống được. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Rồi, cảm ơn A Di Đà Phật.